Sáng 4 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sơn, 34 tuổi, ngụ tại ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, để điều tra về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 169 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sơn là kẻ bắt cóc cháu C, 3 tuổi, ngụ ở phường 2, thành phố Tân An. Sau đó kẻ này đã nhắn tin đe dọa người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng. Trước đó, từ khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 10, tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An, bé gái C, 3 tuổi, ngụ ở phường 2, thành phố Tân An, bị một người đàn ông đón về rồi chở đi luôn. Sau khi đón bé gái, nghi phạm đã đưa lên ô tô chạy về ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đến 16 giờ, nghi phạm chở bé về hướng thành phố Hồ Chí Minh, sau đó liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha mẹ cháu bé yêu cầu chuyển nhanh tiền chuộc 2 tỷ đồng. Trước sự việc trên, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lâm Minh Hồng và Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp tham gia chỉ đạo phá án. Rà soát, cơ quan điều tra xác định nghi phạm bắt cóc là Nguyễn Thanh Sơn, 34 tuổi, ngụ ở ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Tiếp đó, Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai truy theo dấu vết nghi phạm lẩn trốn. Đến 21 giờ 20 ngày 2 tháng 10, tại km 57 quốc lộ 20, đoạn đi qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn khi đang lẩn trốn trên xe khách Phương Trang di chuyển theo hướng Đồng Nai Lâm Đồng. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai do rơi vào cảnh nợ nần đường cùng nên nảy sinh ý định bắt cóc con gái của bạn thân đòi tiền chuộc để trả nợ.